Chào Gai, hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các em bài tập hành số 2 về thực hành AutoCAD trong loạt bài mỗi ngày 30 phút với AutoCAD. Thì trong bài thực hành số 2 này thì mình muốn giới thiệu cho các em một vài cái chức năng của AutoCAD, bao gồm các chức năng sau. Thứ nhất là mình sử dụng chức năng định đơn vị bản vẽ. Thì trước tiên mình muốn vẽ cái gì ha? Đây là một bản vẽ mẫu của mình đây. Trước tiên mình muốn vẽ cái gì á, thì mình cũng phải là biết cái bản vẽ của mình là đang ở cái hệ đơn vị nào, là mét hay là in, là mét, mm hay là in, vân vân. Rồi chúng ta có thể là gì, ngoài ra trong bản vẽ thì chúng ta cũng cần phải quản lý cái đường nét. Ví dụ, ví dụ như là ở đây chúng ta có các cái đường viền nè, đường bao của cái khung bản vẽ nè, đường bao thực hành tạo. Và ở đây chúng ta cũng có là gì, số kích thước nè, vân vân, chữ số kích thước nè, còn có tô mặt cắt nè. Thì chúng ta bắt đầu, chúng ta làm quen ha. Thì đầu tiên chúng ta mở một cái bản vẽ ra chúng ta mở một bản vẽ bằng cách là chúng ta vào file new. Thì ở đây là khi chúng ta mở một bản vẽ ra thì mặc định trong AutoCAD nó sẽ cho chúng ta một vài cái kiểu sẵn, cái màu sẵn nó nằm ở bên đây. Thì chúng ta quan tâm đến cái gì nó rất là phức tạp trong đây, nó có rất là nhiều cái đối tượng. Vì vậy là chúng ta trước khi vẽ thì chúng ta cần phải quản lý các cái lớp này. Chúng ta chia ra mỗi đối tượng là một lớp chẳng hạn, để chúng ta dễ quản lý. Khi nào mà chúng ta cần thay đổi cái lớp nào đó, thì nó sẽ gì, toàn bộ cái đối tượng nó sẽ thay đổi. Thì các cái lớp đó tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho cụ thể ha. Nói tóm lại là trong cái bài tập số 2 này mình sẽ hướng dẫn cho các em là định đơn vị bản vẽ và thực hành tạo quản lý các cái layer, các cái lớp ở trong bản vẽ này. Và ngoài ra là còn có các cái phương pháp nhập tọa độ, các phương pháp nhập tọa độ, góc tọa độ, vân vân. Và thực hành một vài cái lệnh cơ bản như lệnh line, lệnh circle, lệnh vẽ đường tròn, vân vân. Thì chúng ta bắt đầu, chúng ta làm quen ha. Thì đầu tiên chúng ta mở một cái bản vẽ ra chúng ta mở một bản vẽ bằng cách là chúng ta vào file new. Thì ở đây là khi chúng ta mở một bản vẽ ra thì mặc định trong AutoCAD nó sẽ cho chúng ta một vài cái kiểu sẵn, cái màu sẵn nó nằm ở bên đây. Thì chúng ta quan tâm đến cái gì? Nếu chúng ta vẽ 2D thì chúng ta chọn A-cut, A-cut. Còn chúng ta vẽ 3D thì chúng ta chọn A-cut 3D, A-cut 3D, vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta là gì? Muốn cái đơn vị của mình là đơn vị vẽ là mm, thì ở đây chúng ta chọn là A-cut ISO. Vì ISO đây theo đơn vị là mm. Còn A-cut này là chúng ta chọn kiểu nào là đơn vị theo in. Như vậy khi chúng ta mở new, chúng ta chọn A-cut ISO, chúng ta open. Rồi bỏ bớt cái lưới ở phía sau thì chúng ta nhấn ở dưới này ha. Bài tập 1 chúng ta đã làm quen rồi. Thì giả sử đây là một cái bản vẽ mới, thì chúng ta muốn xem thử đơn vị của nó là gì, hoặc chúng ta muốn đổi đơn vị của bản vẽ, thì chúng ta dùng cái lệnh unit, là chúng ta viết tắt bằng chữ gì, UN. Chúng ta nhớ hôm trước là cái lệnh nào mà nó xuất hiện á, là nó nằm ở trong ngọt á, là ghi đầy đủ. Còn nếu mà chúng ta nhìn ở phía trước là chữ UN đây nè, phía trước là cái lệnh viết tắt, chúng ta gọi nhanh. Rồi chúng ta đánh UN, chúng ta xem thử. Thì hiện giờ là hệ đơn vị của mình là hệ mm nè, chiều dài, số thập phân ta lấy như nào đó, góc
đơn vị là độ, lấy ví dụ hai số hay bao nhiêu đó, một số làm tròn phía sau thập phân một số chẳng hạn. Rồi chúng ta ok, đó là đơn vị của văn vẽ. Chúng ta trước hết chúng ta muốn vẽ gì, chúng ta phải xem thử là đơn vị của văn vẽ nó là gì trước. Mặc định lần sau chúng ta cứ mở cái ACAD ISO đó là chúng ta sẽ có được cái đơn vị là trong hệ mm. Rồi như vậy xong phần đơn vị thì trước khi mà vẽ chúng ta cũng cần phải quản lý. Chúng ta hình dung bản vẽ chúng ta rất là nhiều cái chi tiết và rất phức tạp nếu chúng ta vẽ nhiều, thành thử để mà chúng ta quản lý tốt các cái đối tượng ở trên bản vẽ thì chúng ta cần phải tạo các cái layer để chúng ta quản lý. Để tạo các cái layer thì chúng ta sẽ bấm là lệnh LA và ra lệnh layer. Thì ở đây mình muốn các em là gì, sử dụng phím tắt để khi nào ra mà cái phiên bản AutoCAD nó có thay đổi về giao diện thì chúng ta đỡ bỡ ngỡ. Chúng ta luôn luôn sử dụng phím tắt là nó sẽ không có bị bỡ ngỡ. Rồi mình nó nhanh nữa, chúng ta sử dụng lệnh LA tức là tạo các cái lớp layer. Rồi sau khi dùng lệnh LA nó ra này thì chúng ta thấy trong bản vẽ của chúng ta chỉ có mỗi cái layer là số 0 nè, lên số 0 là giờ chúng ta sẽ hình dung được trong bản vẽ của chúng ta có những loại đường nét nào thì chúng ta tạo các cái loại đường nét đó bằng cách là chúng ta vào new layer, chúng ta bấm nút này, new layer, và chúng ta đặt ví dụ như là trong bản vẽ của chúng ta có đường bao đúng không, thì chúng ta sẽ đặt tên là đường bao. Rồi ok, chúng ta cố gắng viết khỏi cái dấu được nha, vì cái dấu nó hay bị lỗi nhưng mà khó nhìn được. Rồi ví dụ đường bao, rồi chúng ta sẽ chọn màu, một màu đường bao ví dụ như màu đỏ này, ok. Rồi cái kiểu đường bao, cái chiều rộng của cái đường bao đó là bao nhiêu mm, thì cái này là tùy thuộc vào trong cái việc mình cấu hình cái bản vẽ mình phải như thế nào, thì ở đây mình chọn như vậy, ví dụ như chọn bao nhiêu đó, thì tùy thuộc vào mình vẽ theo tiêu chuẩn nào thì mình sẽ chọn. Thì ở đây mặc định chúng ta chưa chọn nó thì chúng ta để default. Ok, rồi cái kiểu đường là kiểu gì, line type là kiểu gì. Kiểu đường thì chúng ta có rất là nhiều kiểu, đường liên tục hay đường đứt quãng hay là gì đó, hay nha, rất nhiều kiểu. Rồi ở đây chúng ta chọn đường bao là đường liên tục nên chúng ta thấy là đường continue nè là liên tục. Rồi ok, như vậy là chúng ta sẽ xong cái đường bao. Rồi tạo tiếp một cái đường trong bản vẽ, thế nào chúng ta cũng sẽ có ví dụ như đường khúc ha, đường khúc. Rồi đường khúc thì mình tạo một lớp là gì, đường khúc, những cái nào mà thuộc đường khúc thì chúng ta cho vào trong lớp này hết. Rồi đường khúc thì chúng ta cũng chọn là gì, màu đi ha, chúng ta quy định màu đường khúc là màu này đây, ok. Rồi đường khúc là đường gì, gạch 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 đó. Thì chúng ta sẽ chọn một cái kiểu đường khác trong này thì chúng ta sử dụng nút load. Load là chúng ta sẽ chọn đến cái đường khúc ha, đường đường tê giác nè, tê giác hai hoặc là tê giác gì đó, chúng ta hai đường này chúng ta có thể chọn. Ví dụ chúng ta chọn đường này rồi tê giác hai, rồi ok, chọn này, ok. Như vậy chúng ta sẽ thấy cái kiểu đường này, kiểu đường của chúng ta là kiểu đường khúc tê giác hai nha. Thì trong quá trình chúng ta chọn thì chúng ta chọn những đường giống như các cái tiêu chuẩn mà chúng ta vẽ thì nó có sẵn những cái loại đường đó thì chúng ta chọn ra đúng. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ ví dụ như trong bản vẽ của mình nè, mình có đường khúc ha, đường đường bao hôm qua anh nó rất là nhiều, bây giờ mình
tạo đường bao một khúc xong rồi gì còn đường tâm nữa ha. Đường tâm thì chúng ta chọn layer đường tâm, đường tâm thì chúng ta chọn ví dụ một màu nào đó, rồi đường tâm, đường tâm là đường chấm gạch chấm gạch chấm gạch ha. Ở đây đường continue nó chưa đúng thì chúng ta chỉnh lại. Rồi chúng ta cũng load đường tâm là đường center đi ha. Đường tâm là đường center, center 2 đây là chấm gạch rồi là ok rồi, ok yeah. Rồi trong này là còn có những cái gì mà trong bản vẽ mình dự định có những cái lớp gì thì mình cứ liệt kê ra đây, ví dụ như còn lớp mặt cắt nữa thì chúng ta chọn mặt cắt, rồi mặt cắt là màu một màu gì đó. Rồi. Đường continue vân vân. Như vậy trong bản vẽ trước khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta phải định cái lớp này, có cái lớp này xong ta bắt đầu vẽ ha. Và trong quá trình vẽ thì những cái nào nó phát sinh, có những cái lớp mới phát sinh mình cần phân loại ra thì mình có thể đánh lệnh layer và đây mình tiếp tục mình làm ha. Thì ở đây mình thấy cái dấu tích này nè, nó đang ở cái dấu ở cái đường lớp lớp số 0, tức là lớp 0 hiện giờ đang là lớp hiện hành, thì mình chuyển cái dấu tích này sang cái đường bao, đường bao là đường hiện hành, thì mình có thể chọn là set current, set current là nó sẽ cái dấu tích này sẽ xuống nằm ở đường bao, đó là đường bao là đường hiện hành, mở ra là nó có đường bao liền, thì chúng ta sẽ đóng lại ha. Đây này chúng ta sẽ thấy là gì, cái đường bao nó nằm trên đây ha. Thì ở đây mình có thấy nè, cái layer của mình là nó nằm ở đây ha. Còn bên đây màu thì trong quá trình mình vẽ thì mình chọn cái layer bên này ha. Là màu từ bên này nó sẽ theo, đường bên này nó sẽ theo ha. Như vậy là chúng ta đừng có chọn lớp bên này rồi chúng ta sửa bên này, sau này nó rất khó, nên chúng ta chọn chỉ chọn bên layer này thôi, còn bên này chúng ta đừng chọn, được chưa? Chúng ta đừng sửa trực tiếp lên trên này, và muốn sửa gì thì chúng ta phải vào layer chúng ta sửa để nó đi theo hết luôn. Rồi như vậy là chúng ta chọn ví dụ đường tâm và đường bao để chúng ta vẽ. Rồi ví dụ chúng ta vẽ này. Thì hôm trước mình nói là để mà vẽ thì các ba cách nhập lệnh đúng không? Có thể là nhập từ menu hoặc là từ biểu tượng hoặc là từ con từ cái lệnh. Thì chúng ta có thể là nhập lệnh lệnh line thì chúng ta nhấn chữ L là này nha. Chúng ta muốn vẽ gì chúng ta vẽ. Là. Thì chúng ta sẽ thấy nè, ví dụ như cái đường đường bao của mình là đường này, đường màu đỏ. Còn bây giờ nếu mà chúng ta là gì, chọn đường khúc nè, để chúng ta vẽ lành lá ra. Chúng ta sẽ thấy là gì, đường khúc là đường này. Khi đó chúng ta ví dụ như chọn đường tâm, chúng ta vẽ thì chúng ta thấy kiểu đường tâm là kiểu chấm gạch chấm gạch. Như vậy là chúng ta muốn vẽ trên cái lớp nào thì chúng ta sẽ chọn cái lớp đó để chúng ta vẽ cho nó đúng trên lớp đó. Trường hợp ví dụ như là chúng ta vẽ bị nhầm nhầm đây là, ví dụ như cái đường hiện tâm phải nằm ở cái lớp đường bao, mà chúng ta lỡ mà chuyển nó sang cái lớp đây là lớp đường khúc rồi, thì chúng ta muốn chuyển từ đường khúc sang đường bao thì chúng ta sẽ chọn vô đây ha. Chúng ta bấm Ctrl 1, Ctrl 1 là cái phím để mà chúng ta có thể là gì, thay đổi cái thuộc tính của cái đường đó hoặc là của đối tượng đó
thì chúng ta có thể nó đang nằm ở đường khúc thì chúng ta chuyển qua đường mao, nó thì nó sẽ quay đường mao, không đổi qua đường mao. Nhớ là chúng ta chọn đối tượng sau đó bấm Ctrl 1 để thay đổi tất cả các thuộc tính của đối tượng đó. Ví dụ như chúng ta xóa xóa này, xóa đường đường khúc này chúng ta xóa. Thì ở đây chúng ta xóa rất đơn giản, khi chúng ta chọn thì chúng ta xóa thôi. Nhưng mà đối với trường hợp là gì, chúng ta muốn cái lớp của mình đó là không bao giờ bị xóa được trong quá trình vẽ, nó rất là nhiều đối tượng nên chúng ta sợ là khi chúng ta xóa nhầm thì chúng ta sẽ chỉnh lại cái chỗ cái layer đó. Ví dụ như là mình layer đường thuốc này mình muốn là gì, không có bị xóa, thì mình bấm cho khóa lại đây ha, nha khóa này chúng ta thấy này, khóa và khóa lại ha. Thì ra ngoài này á, khi chúng ta chọn cái đường này này nó sẽ không chọn được ha, chúng ta sẽ không chọn được. Và lúc nào ví dụ như chúng ta chọn đó là những đối tượng này được chọn thôi, còn cái layer khóa lại rồi nó sẽ có biểu tượng là khóa ở trên rồi đấy nha. Nên chúng ta khi chúng ta làm việc thì chúng ta chú ý những cái lớp nào mà chúng ta muốn khóa lại thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh layer để chúng ta có thể khóa lại. Khi nào không cần thiết nữa thì chúng ta sẽ mở khóa ra, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể tắt cái lớp đó đi ha, hoặc là đóng băng cái lớp đó đi ha. Ví dụ như là chúng ta tắt cái lớp đường đường bao đi, đường bao đường màu đỏ nè, tắt lớp đường bao đó ha. Thì chúng ta sẽ ra thấy đường bao nên sẽ tắt, khi nào cần thiết thì chúng ta sẽ gì mở lại, và chúng ta sẽ mở cái đèn nó lên là cái lớp đường bao đó nó sẽ hiện lên ha. Một vài cái như vậy. Như vậy là chúng ta sẽ giới thiệu xong cái phần là layer ha. Trong phần layer này, tạo và quản lý cái layer trong cái AutoCAD. Các em thực hành theo phần đó ha, thành là rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm tiếp một cái hướng dẫn, tiếp một cái bước nữa là chúng ta xác định cái hệ tọa độ ở trong AutoCAD này là như thế nào. Ví dụ như hệ tọa độ trong AutoCAD này, vì mình vẽ 2D thôi, vẽ 2D nên mình chỉ có tọa độ là gì, theo hướng X đây, hướng X đây là hướng Y đây, hướng này là hướng Y, hướng này là hướng X ha. Như vậy tọa độ chỗ này á là 0 0 0, 0,0, đây là chỗ tại vị trí này nè. Nếu mình đánh là line, ví dụ như line mình đã hỏi là gì, nhập điểm đầu tiên thì mình đánh vô 0,0, tức là gì, x bằng 0 và y bằng 0, enter là nó sẽ có ra được cái điểm này 0,0,0. Là chúng ta để ý cái góc tọa độ ở đây 0,0,0 là nằm tại vị trí này nha. Như vậy khi mà chúng ta làm việc với AutoCAD á, thì chúng ta sử dụng cái hệ tọa độ, một số cái hệ tọa độ mà AutoCAD nó cung cấp cho mình. Thứ nhất là hệ tọa độ tuyệt đối, hệ tọa độ tuyệt đối tức là mọi điểm trên bản vẽ nó đều so với cái góc 0,0 này hết, đúng không? Còn hệ tọa độ tương đối tức là gì, cái điểm sau chúng ta vẽ là nó sẽ so với cái điểm mà chúng ta mới vẽ liền trước đó ha. Thì mình lấy ví dụ nè ha, và một hệ tọa độ nữa là hệ tọa độ cực, tức là hệ tọa độ góc ha. Hệ tọa độ góc thì trong AutoCAD này thì mình hay sử dụng hai cái hệ tọa độ thôi, là hệ tọa độ tương đối và hệ tọa độ góc. Thì mình sẽ ví dụ hai cái đó, còn cái tuyệt đối chúng ta có thể là không cần quan tâm lắm ha, để khi mà lập trình hay là gì đó chúng ta quan tâm hơn. Còn bình thường chúng ta sử dụng hai hệ tọa độ là tương đối và hệ tọa độ góc thôi. Thì hai cái đó như thế nào, mình ví dụ nè,
mình sử dụng lệnh like để vẽ một cái hình chữ nhật. Đó. Chữ nhật đầu tiên mình bấm ở đâu cũng được, mình bấm tại vị trí này. Rồi hình chữ nhật có kích thước là chiều dài là theo x là 200 và chiều cao nó lại theo phương y là chúng ta có 100. Như vậy là chúng ta sẽ gì bắt đầu từ vị trí này và chúng ta vẽ ra 200 đúng không? Chúng ta nhập cầu độ tương đối bắt đầu bằng dấu A cộng để báo nó máy nó biết là mình sử dụng hệ cầu độ tương đối. Thấy chưa? A cộng x là bằng 200 y phải nè thì x bằng 200 và y bằng 0. Thấy chưa? Rồi chúng ta vẽ ra. Đó. X bằng như vậy đoạn từ đây đến đây là 200. Rồi. Rồi vẽ lên trên này là chúng ta cũng nhập là độ tương đối. Cái điểm sắp tới chúng ta vẽ ở đây nó sẽ so với cái điểm vừa. Thấy chưa? Như vậy là chúng ta sẽ gì? Sẽ nhập lại cái lệnh là gì? Shift A cộng. Thấy chưa? Và ở trên này là gì? Lúc này là x bằng gì? Bằng 0 và y là bằng gì? Y là bằng 100. Thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ thấy như này. Thế là chúng ta lấy tọa độ của điểm, giả sử này điểm A, điểm B, điểm C và điểm D. Thì chúng ta muốn vẽ được điểm B thì chúng ta lấy điểm B so với điểm A. Chúng ta muốn vẽ được điểm C thì chúng ta lấy điểm C so với điểm B. Đó. Đó. Như vậy là còn ra điểm D thì chúng ta muốn vẽ điểm D thì chúng ta cũng là shift A cộng và gì sử dụng hệ tọa độ tương đối là x bằng như x bằng ví dụ như là hướng này là gì mình lấy ngược, hướng này là dương, hướng này là âm vì ta lấy tọa độ ngay vị trí này đúng không, thì chúng ta ví dụ như là hướng này là chúng ta trừ gì 200 phải x là bằng trừ 200, y là bằng 0. Rồi, nó sẽ ra hướng này. Đấy nha. Và chúng ta xuống vị trí tọa độ này là gì? Cũng shift A cộng là tọa độ tương đối nè. X là bằng gì? 0 nè. Y là bằng gì? Trừ 200. Vì y này nó đi xuống. Đấy nha. Trong khi đi đi lên là dương, đi ngược lại là âm. Rồi. Trừ 2, trừ 100 nha. Trừ 100. Rồi. Chúng ta. Đó. Đó là chúng ta sẽ thấy được là gì? Hệ tương cái hệ tọa độ tương đối tức là cái điểm trước so với cái điểm vừa vẽ. Chúng ta muốn vẽ một cái điểm nào đó thì sắp bắt đầu chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ so với cái điểm vừa rồi vừa vẽ xong. Thấy chưa? Đó là cái một cái ví dụ về cái tọa độ tương đối. Thì thường trong test chúng ta sẽ luôn luôn sử dụng cái hệ tọa độ tương đối này. Ít có cái người nào sử dụng hệ tọa độ tuyệt đối vì nó rất khó tính, nó tính tất cả mọi điểm trên bản vẽ đều so với cái góc tọa độ không 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 nên rất là khó, khó hình dung và khó vẽ, khó kiểm soát. Vẽ kiểu này thì hệ tọa độ tương đối nhanh hơn. Rồi tiếp tục là chúng ta ví dụ tiếp một cái vẽ cũng cái hình chữ nhật này phải nha. Hình chữ nhật có chiều dài một chiều dài 200 và chiều cao 100 bằng lệnh bằng cái hệ tọa độ góc hay còn gọi là hệ tọa độ cực. Đó là gì? Bây giờ chúng ta sử dụng lệnh like L. Chúng ta bấm vào đây. Rồi hệ tọa độ góc tức là chúng ta vẽ theo các cái góc. Ví dụ như là chúng ta thấy đây, góc đây là góc 0, 90, 180 vân vân. Thì góc này là góc nằm ngang đây là 0, 180 nè. Đây là 90 nè. 90, 270. Đó. Vân vân. Thì bây giờ chúng ta ví dụ vẽ nè. Vẽ đường nằm ngang thì chúng ta sử dụng là Shift A cộng là báo hệ tọa độ tương đối nè. Rồi nhập chiều dài đối với hệ tọa độ cực đó, thì chúng ta đầu tiên cú pháp của nó là
chiều dài và gì dấu bé hơn, dấu bé hơn ví dụ như là gì, không độ à. Đó, cái đường nằm ngang này đường không độ này. Rồi tiếp tục lên trên, lên trên thì chúng ta nhập shift A cộng và chúng ta nhập gì, cú pháp nó là chiều dài như vậy 100 và nhỏ hơn bao nhiêu ạ? Ta đi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ 0 90 207 180 207 306 à, như vậy. Như vậy bây giờ chúng ta muốn là gì, cái hình vuông chúng ta lên trên này, hình chữ nhật lên trên này 100 thì chúng ta sẽ gì, nhập 100 nhỏ hơn gì 90 à, enter nó sẽ lên trên này. Và tiếp theo là chúng ta nhập shift A cộng độ dài 200 nhỏ hơn cái góc bao nhiêu, ra bên tay trái của mình là góc 180 đúng không, rồi 180 enter. Rồi tiếp tiếp A cộng chiều dài 100 nhỏ hơn góc này là góc bao nhiêu, 270 đúng không, xuống này là chúng ta có là 270 à. Đó, 270 hoặc là gì, nếu lên trên là 90 thì dưới này là gì, trừ 90 thử à, ta trừ 90 là nhập A cộng 100 nhỏ hơn trừ 90. Đấy ra thì các góc này nó đều là cho mình phép nhập là góc âm, là cái mình chỉ cái hướng của góc, rồi lên trên là 90 thì đi xuống là trừ 90 thì góc trừ 90 nó tương đương với góc là gì, 270 độ à. Đó, là như vậy. Sau khi chúng ta vẽ xong chúng ta sẽ gì, kết thúc bằng là enter. Đó. Như vậy là chúng ta hãy chú ý là hãy cho mình là cái hệ tọa độ tương đối nha. Thì trong cái hệ tọa độ tương đối nó có hai cái, thứ nhất là tọa độ tương đối và tọa độ cực. Đó. Hệ tọa độ tương đối là chúng ta vẽ cái điểm sau sau cú pháp của nó vẫn là gì, shift A cộng và chiều dài và chiều rộng, chiều dài phải chiều rộng đúng không? Còn hệ tọa độ cực thì chúng ta vẽ theo góc, tức là gì, chúng ta nhập shift A cộng rồi độ dài của cái cạnh đó và tương ứng cái góc góc thì chúng ta góc 0 thì nằm ngang là 90 108 trừ 90 đó, như vậy, hoặc là 207. Rồi chúng ta có thể là nhớ cái này ha. Rồi đây là vẽ cái hình chữ nhật. À, vì chúng ta vẽ một cái vài cái đường tròn. Đường tròn thì chúng ta cũng bấm lệnh, đường tròn thì chúng ta bấm vô đây. C. Bấm vô đó thì chúng ta khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta phải chú ý chúng ta phải chú ý nè là các cái option ở hiện ở dưới này thì chúng ta phải chọn các option này. Khi chúng ta bấm một lệnh thì các cái option dưới này nó sẽ hiện ra. Ví dụ như là chúng ta bấm lệnh vẽ đường tròn đúng không? Thì nó sẽ hỏi là gì? Tâm của đường tròn nằm ở đâu? Thì ví dụ mình chọn ở đây một điểm tâm đường tròn. Rồi nó hỏi là gì? Bán kính của đường tròn bằng bao nhiêu? Hoặc là đường kính. Thì mình có cái giá trị nào mình biết trước rồi thì mình có thể nhập, ví dụ như nếu mình nhập bán kính nè thì mình bấm gì, rồi bán kính ví dụ như là 50 mình nhập 50 ok à nha. Còn ví dụ như mình biết cái đường kính thôi thì mình cũng bấm gì, vẽ đường tròn và nhập đường kính, thì ở đây nó chỉ có bán kính nè, muốn chuyển qua nhập đường kính thì mình thấy trong đây nó có các cái option là ví dụ diameter nè. Thì chúng ta sẽ bấm chữ D, chữ là màu xanh á, thì chúng ta sẽ bấm cái chữ đó là nó sẽ
cho phép chúng ta nhập cái option theo cái để trong một vuông á ha. Rồi ví dụ ta nhập option của nó là ví dụ đường kính là bằng 200. Ok. Đó, đường kính 200. À, như vậy là chúng ta phải để khi chúng ta làm việc thì chúng ta chọn một lệnh nào đó. Chọn một lệnh nào đó SQL ha. Thì chúng ta cần phải chọn các cái option ở trong này, nếu cái dữ liệu của mình nó cho có đủ không phải chưa? Nếu nó cho đủ thì theo kiểu nào thì chúng ta có thể là chọn cái option kiểu đó. Ví dụ như là mình biết đường tròn của mình là gì, qua 3 điểm ha, thì mình chọn là 3B 3 point nè, phải chưa? Chọn qua điểm thứ nhất, điểm thứ hai và điểm thứ ba chẳng hạn. Đó, là mình sẽ qua đường tròn qua 3 điểm đó thì nó sẽ vẽ được đường tròn như thế này. À, thì tùy theo cái dữ liệu, ví dụ như 2B, ví dụ như là 2 point á, thì điểm này, cái điểm này thì mình vẽ như vậy. Được chưa? Rồi, như vậy mình giới thiệu sơ qua về cái lệnh line và lệnh vẽ đường tròn. Lệnh line là vẽ đường thẳng và lệnh circle là vẽ đường tròn ha. Rồi chúng ta nói một chút xíu về cái lệnh zoom ha. Zoom thì chúng ta có thể dùng chuột zoom lăn tới hoặc là lui lại ha. Lệnh zoom ở đây, hoặc là chúng ta sử dụng lệnh zoom là bấm chữ Z nha, enter. Thì trong cái lệnh zoom nó có rất là nhiều kiểu ha. Zoom mình quan trọng nhất là cái zoom, khi mình đã hỏi lệnh zoom á, thì mình chọn cái chỗ vùng nào thì nó zoom vùng đó, chọn cái vùng này là nó sẽ zoom lên vùng đó nha. Còn mình muốn là gì, khi mình chọn lệnh zoom mình muốn tất cả các cái đối tượng có ở trong bản vẽ này nó zoom lại về hết một màn hình cho mình nhìn thấy, thì mình chọn là zoom all là tất cả ha. Rồi đó là tất cả các đối tượng mà trong bản vẽ mình có là zoom gì này hết. À, trong lệnh zoom nó như vậy nhé, zoom. À, nhớ nè, nhắc lại luôn luôn nhớ nè, là tất cả những cái chữ nào mà nó nằm ở trong ngọt đây nè chính là cái option của cái lệnh đó. À, và các cái chữ màu xanh đứng đầu là cái phím tắt để mình gõ cho nhanh, để mình chọn cái option nào thì mình gõ cái phím đó. À, chữ cái đầu tiên mình gõ chữ cái đó là nó sẽ được. Rồi à, thế mà còn lệnh delete ha. Lệnh delete thì mình chọn đối tượng xong mình delete ha, bằng phím trên bàn phím chọn đối tượng delete, hoặc là mình chọn đối tượng xong mình dùng lệnh lệnh delete lệnh xóa cũng được nha. E là xóa nè. Rồi xóa, bấm chữ E rồi xóa. Yeah. Có hai cách như vậy. Như vậy là bây giờ mình trong bài này mình tổng kết lại nè ha. Trong bài này thực hành này thì mình chú ý, các em chú ý là gì? Thực hành lại theo các cái tạo các cái layer, biết tạo các layer, quản lý các layer, biết chọn cái đơn vị, biết hệ tọa độ ở trong AutoCAD là hệ tọa độ, mình sử dụng hệ tọa độ tương đối và hệ tọa độ cực ha. Còn hệ tọa độ tuyệt đối chúng ta khỏi dùng đi ha. Rồi, thực hành một số cái lệnh như like, circle, delete hoặc zoom nha. Như vậy là bài này là gói gọn trong những cái nội dung như vậy. Thì chúng ta ngồi đó chúng ta bọc lại bọc lại nhiều nhiều cái lệnh đó để chúng ta có được các cái kỹ năng, thành thục các cái kỹ năng để mà chuẩn bị sau này chúng ta vẽ các bài phức tạp hơn.
Rồi, mà bài thực hành của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Rồi, chúc các em thực hành lại tốt cái bài tập này và gặp các em ở cái bài thực hành số 3 sau. Rồi, chào các em.